Nóng rực, triều đình dung chuyển, trưởng lo chỉ đạo khẩn về tham nhũng, thẳng tay cho Dụng hàng loạt củi to củi nhỏ. Ai sẽ là cái tên tiếp theo tra cộng? Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuộc họp nhằm thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo đến nay, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Trong cuộc họp này, những vụ án chấn động liệu đã có manh mối và đi đến hồi kết? Danh sách những thanh củi tiếp theo sổ khám là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vừa qua các cơ quan chức năng đã phối hợp ngày càng hiệu quả, thống nhất cao trong hành động có kết quả thiết thực, nhân dân theo dõi và bày tỏ đồng tình. Nhìn lại 5 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có số lượng công việc nhiều, nhiều vụ án lớn tồn đọng lâu năm đã tiếp tục triển khai xử lý. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là cần thiết và đúng. Nhiều nơi đã làm tốt, không ỷ lại cấp trên và gương mẫu thực hiện, thể hiện sự thống nhất trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả hơn, thật sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược. Từ sau phiên họp thứ 23, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới tích cực, đồng bộ hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương. Nổi bật là các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về các tội tham nhũng chức vụ kinh tế. Khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án với 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án. Kết thúc điều tra 3 vụ án với 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án với 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án với 51 bị cáo, nhất là đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, như các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương. Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, các vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát, các vụ án liên quan đến các công ty IC và các đơn vị liên quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, sau mỗi phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhiều người và dư luận rất quan tâm, trong đó có nhiều dự án lớn đã tồn đọng mà chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện, xử lý các vụ việc đều rất nghiêm nhưng mà thuyết phục. Trong đó có nhiều vụ án khó, chúng ta làm rất bài bản, đúng chức năng nhiệm vụ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên. Trong đó có một nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan có chức năng tiếp tục được chú trọng tăng cường. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như khởi tố điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang, 2 cán bộ tòa án nhân dân và 1 cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra giám sát của các cơ quan thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước và 12 cán bộ thanh tra các địa phương. Xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện, thành phố của tỉnh An Giang. Đặc biệt các ban chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận huyện như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Mức án cuối cùng dành cho ông Vương Đình Huệ, Trung ương Đảng chính thức thông qua. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình chính trường của Việt Nam hiện nay đang có nhiều biến động khó lường nhất từ trước đến nay khi liên tiếp các đại án tham nhũng kinh tế được Bộ Công an tiến hành khởi tố điều tra
và đưa ra xét xử một cách quyết liệt nhất. Chỉ khoảng một tháng trở lại đây, bên cạnh đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử phải nhận mức án cao nhất là tử hình, thì mới đây liên tiếp hai công ty xây dựng tư nhân là tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo và tập đoàn Thuận An của bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu cùng với tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, khiến cho rất nhiều các quan chức lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý. Trong đó, cái tên mới đây nhất bị cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bắt tạm giam là ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, do liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng khi thấy bóng dáng của những lãnh đạo thuộc diện trung ương nhưng lại núp sau tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, thành lập từ khá lâu, không có thành tích nổi bật nhưng có thể trúng thầu được các dự án lên tới cả ngàn tỷ đồng, trải dài từ Bắc vào Nam. Điều này làm cho dư luận đang tranh luận gay gắt về khái niệm công ty sân sau của một số lãnh đạo có chức quyền nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Viễn cảnh về việc ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải từ chức khi để cho trợ lý của mình mắc sai phạm nghiêm trọng, được rất nhiều nhà quan sát chính trị đang rất quan tâm, đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Vậy sự thật điều này là như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, như vậy là đã không có bất ngờ nào xảy ra dành cho số phận chính trị của ông Vương Đình Huệ khi Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp bất thường đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ, nghỉ công tác. Trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa quý vị và các bạn, một kịch bản về việc ông Vương Đình Huệ, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, viết đơn xin thôi tham gia Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương và thôi đảm nhiệm các chức vụ mà mình đang nắm giữ do đệ cấp dưới của mình là trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà có liên quan đến vụ án tham nhũng tại tập đoàn Thuận An, khiến cho những ai quan tâm đến vấn đề chính trị của nước nhà cảm thấy ngỡ ngàng và bàng hoàng. Cũng chỉ cách đây khoảng một tháng, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải viết đơn xin từ chức khi chưa hoàn thành hết một nhiệm kỳ đã khiến cho dư luận trong nước cảm thấy chấn động. Thì nay vấn đề của ông Phạm Thái Hà và số phận chính trị của ông Vương Đình Huệ lại tiếp tục gây xôn xao lớn trong nhân dân. Có người còn cho rằng nếu viễn cảnh ấy là sự thật thì sẽ là một chấn động lớn gây mất an toàn cho chính trường và hệ thống chính trị tại Việt Nam. Họ bày tỏ rằng hy vọng Chủ tịch Quốc hội sẽ thực sự trong sạch và không bị buộc phải rời khỏi chính trường như các ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá sẽ không có sự ưu ái nào đối với ông Vương Đình Huệ, bởi vì công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã lên đến cao trào, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù cho đó là ai, có quyền lực như thế nào, chỉ cần tay đã nhúng chàm thì khó có sự lựa chọn nào khác là phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng, pháp luật. Sốc, phụ huynh bật khóc vì học bạ của con toàn 10 vẫn trượt như thường. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều phụ huynh cho biết họ bị sốc và thất vọng vì cảm thấy công sức của mẹ con bị đổ sông đổ bể khi hồ sơ học bạ từ lớp 1 đến lớp 5 của con toàn điểm 10 vẫn bị trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam loại từ vòng hồ sơ tuyển sinh lớp 6.
Sốc, tổn thương là những gì mà chị Nguyễn Thị Mai Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa trải qua khi nhận tin hồ sơ đa số toàn điểm 10 của con bị loại trong vòng xét tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Hai mẹ con đã dành suốt mấy năm tiểu học để chuẩn bị một học bạ đẹp, mong vào được lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, nhưng không nghĩ đến việc bị tạch từ vòng hồ sơ như thế này, phụ huynh trẻ nghẹn ngào nói. Tổng 17 đầu kiểm tra định kỳ cuối năm ở bậc tiểu học gồm toán tiếng Việt lớp 1-2, toán tiếng Việt tiếng Anh lớp 3, toán tiếng Việt khoa học, lịch sử và địa lý tiếng Anh lớp 4-5, con của chị Hương đạt 168 điểm. Tuy nhiên, năm học lớp 1 cháu có môn âm nhạc xếp mức hoàn thành. Với chị Hương, quy định tuyển sinh bất hợp lý của nhà trường đã đập tan ước mơ của học sinh ngay khi các con chưa trải qua bất cứ bài thi đánh giá năng lực nào để vào được ngôi trường mơ ước. Thế nên mọi sự cố gắng của cả con cái và phụ huynh đến cuối cùng đều không được đền đáp. Tương tự, chị NTMQ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng cho biết hồ sơ của con chị bị loại vì kết quả học tập lớp 1 môn mỹ thuật chỉ đạt mức hoàn thành. Lớp 2, 3, 4, 5, cháu đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Lớp 1, cháu đạt danh hiệu hoàn thành tốt các nội dung học tập. Hồ sơ của con chị MQ suýt đạt đến sự hoàn hảo nếu như không có các môn phụ xếp mức hoàn thành. Khi nhận thông tin hồ sơ của con không được chấp nhận, phụ huynh này cảm thấy sốc nặng và buồn không thể diễn tả nổi. Chị Đinh Thị Hoa, quận Nam Từ Liêm cũng tỏ ra khá thất vọng khi học bạ từ lớp 2 tới lớp 5 của con đều đạt điểm 10 mà vẫn trượt vòng xét hồ sơ. Chị Hoa cho biết thêm, các phụ huynh có con bị loại hồ sơ vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam với lý do tương tự như trên hiện lên tới hơn 100 người. Một số phụ huynh bàn nhau nộp đơn kiến nghị và điều kiện xét tuyển của trường này. Mỗi năm, điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam lại có sự thay đổi. Năm 2020, học sinh phải đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Ở lớp 2, 3, 4, 5, tổng điểm sơ tuyển thí sinh phải đạt từ 137 điểm trở lên mới đủ điều kiện để tham gia vòng 2 thi tuyển. Năm 2021, học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo đủ điều kiện, học bạ cuối năm các khối lớp từ 1 đến 5 đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên. Trong đó, 2 năm học lớp 4 và 5 phải đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Năm 2022, thí sinh dự tuyển cần có học bạ các năm lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Năm 2023, điều kiện dự tuyển được đánh giá là khắt khe hơn. Ngoài tổng 17 đầu điểm bắt buộc phải đạt tối thiểu 167 điểm, công văn đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2023-2024 ghi rõ, học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá thực hiện theo thông tư 30/2014/TT-BGCDT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và thông tư 22/2016/TT-BGCDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 của học sinh được đánh giá hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên. Kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm nay, trường Amsterdam yêu cầu học sinh phải có học bạ đẹp không tì vết ngay từ năm lớp 1. Sự thay đổi này khiến nhiều phụ huynh cảm thấy thất vọng khi giấc mơ vào trường của con bị đứt cánh giữa đường. Ông Nguyễn Hải Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hải Lý Nam Định, lo ngại nạn chạy điểm bùng phát khi nhà trường yêu cầu học sinh có học bạ hoàn hảo như trên. Nhìn nhận thực tế, có những học sinh không có năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật mà đòi hỏi các em phải xuất sắc thì có quá đáng không? Ông trăn trở. Hơn thế nữa, chỉ nhìn vào học bạ để đánh giá năng lực học sinh thì khó đảm bảo sự công bằng, chính xác. Nhân tài sẽ không có chỗ đứng khi giáo dục còn nặng về thành tích ảo. Nóng, Sư Minh Tuệ khiến Nghệ An vỡ trận, kẹt xe kinh hoàng, giao thông hỗn loạn. Mọi thứ đang mất kiểm soát thật rồi. Chính quyền vào cuộc, liệu sư có ngưng tu? Thưa quý vị, dù tôn kính hay không đồng tình với Sư Minh Tuệ, công chúng nên để cho ông được yên thân tu tập, đừng kéo thành từng đoàn đi theo, gây phiền cho ông và cộng đồng. Mới nhất là cảnh tượng vỡ trận ở thành phố Vinh, Nghệ An khi hàng nghìn người đổ ra đường khiến kẹt xe kinh hoàng chưa từng có. Có thể nói là trước khi chưa trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội như những ngày gần đây, nhà sư Minh Tuệ đã lặng lẽ tu theo hạnh Đầu Đà gần 6 năm. Từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên ông chọn chuyển sang pháp môn này, độc hành với đôi chân trần, với tấm y chắp nối từ vải vụn nhặt được, cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Ông sống đời sống không nhà cửa, tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật, không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy. Tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Bản thân sư Minh Tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài,
dù hành trình những năm qua đã giúp xả bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ thù hận, coi mọi người đều là anh em, cha mẹ. Và giờ nếu anh có chỉ trích con vẫn coi anh là bạn. Người ta có hành động với con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ, như ông tự nhận. Với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư Minh Tuệ, sự tôn vinh, sùng bái hay lời chỉ trích dành cho mình đều là chuyện của người đời, không phải vấn đề mà ông đang bận tâm giải quyết. Có điều, sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn. Trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối, phiền não, thị phi, nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đà này sự tôn kính đối với bậc chân tu. Và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác. Phật giáo có hàng nghìn pháp môn tu tập, người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất, nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến Niết Bàn. Sư Minh Tuệ đang làm đúng như vậy, như rất nhiều nhà sư khác hoặc lặng lẽ ẩn tu, hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến. Có lẽ sư Minh Tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tu tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội, thời của các streamer, youtuber, tiktoker. Sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội, hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ tôn sùng có, muốn đi theo học đạo có, vì tò mò, nghi ngờ hay học cách bóc phốt cũng có. Và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông chỉ với mục đích duy nhất là lợi dụng vị tu sĩ để làm nội dung câu like, câu view trên mạng xã hội. Tuy nói những lời ca tụng, thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác, lợi dụng như vẫn làm thế với mọi nhân vật hot trên mạng. Những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao vây sư Minh Tuệ một cách thô lỗ và hung hãn. Xem những video live stream được đăng tải, nhiều người thấy cám cảnh thương cho tu sĩ bị quay bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài 55 giờ lên xung quanh ông, muốn đi cũng không đi nổi một bước. Cho dù phần lớn trong hàng nghìn người vây quanh sư Minh Tuệ là người yêu mến tôn kính ông, phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát rất dễ kéo theo những ồn ào, hỗn loạn, ẩn chứa nguy cơ xung đột. Ngay cả đám đông trên mạng xã hội, những ngày qua cũng không ngớt chia phe tranh cãi, không ít người buông lời quá khích. Điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục, cũng chẳng có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh. Riêng đối với sư Minh Tuệ, việc cả nghìn người đi theo, vây quanh tìm cách tiếp cận, quay chụp, live stream, hát hò tụng niệm chính là sự quấy quả, làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông. Chẳng những mất đi sự riêng tư, bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tu, đoàn người đông đúc, còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng phiền toái. Đám đông tràn kín con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông, an toàn sức khỏe, và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. Là người độc hành tu tập, sư Minh Tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình, nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản để trở về với đời sống tu hành trầm lặng của một khất sĩ đầu đà. Yêu quá hóa phiền là thế, thay vì rồng rắn đi theo sư Minh Tuệ, hãy để cho ông được yên thân tu tập. Hãy nhớ rằng, sùng bái hay không thích cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người. Các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều để đến đích cuối của tu hành. Cũng đừng cưỡng cầu rằng phải đi theo những tu sĩ đáng trọng như sư Minh Tuệ thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân. Đức Phật Thích Ca nhiều lần nhấn mạnh các bậc đạo sĩ chỉ ra con đường, nhưng để đi đến đích, giải thoát mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân, phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình. Sư Minh Tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy. Còn những nhà sản xuất nội dung, cầu view bất chấp, hãy thôi đeo bám làm phiền, thôi coi ông như một con mồi, một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc view trên mạng xã hội. Theo đạo lý nhà Phật, việc gây cản trở quá trình tu tập của người xuất gia vì những lợi ích cá nhân của mình sẽ tạo nghiệp rất nặng. Còn từ góc độ thế tục, đó là những hành động phản cảm, xấu xí, đáng lên án. Hiện tượng sư Minh Tuệ, một vị khất sĩ tu theo lối khổ hạnh, hạnh đầu đà, ngày ăn một bữa, mặc áo vá, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, không nhận tiền cúng dường, với những luồng ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ, thậm chí sùng bái thầy như một vị Phật sống, nhưng cũng không có ít người nghi ngờ, thậm chí chỉ trích. Rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến sư Minh Tuệ đi bộ khất thực. Cá nhân tôi, một Phật tử, đã đến nhiều nước Phật giáo nguyên thủy như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, không lấy gì làm lạ. Tôi cũng đã từng leo lên nhiều ngọn núi cao nổi tiếng linh thiêng ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa, là nơi tu tập của hàng trăm các vị tu hành thuộc nhiều tông phái, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Họ ẩn tu trong những hang đá, những cốc dựng sơ sài giữa bốn bể là thiên nhiên âm u, thanh tịnh. Nhiều người nhập thất đã vài tháng, có người suốt chục năm trời chưa một lần xuống núi. Họ cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, tu tập miên mật, những mong giác ngộ và giải thoát.
tôi đã gặp gỡ một số vị khất sĩ, lắng nghe những chia sẻ về hành trình tu tập của họ và cả những câu chuyện kỳ bí đã và đang xảy ra ở đây. Tìm hiểu về sư Minh Tuệ qua một số clip trên mạng được biết, sư tu theo hạnh Đầu Đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh có từ thời Đức Phật, trong đó tiêu biểu nhất là tôn giả Maha Ca Diếp, vị thánh tăng đệ nhất Đầu Đà. Mục đích của pháp tu này là diệt trừ lòng tham trước ba vấn đề thiết yếu nhất của đời sống hàng ngày, đó là cơm ăn, áo mặc và chỗ ở. Nhờ vậy thoát ly khỏi bụi trần, bởi giải thoát trong ý nghĩa đơn giản nhất là không bị kẹt, không dính mắc, an nhiên tự tại với mọi thứ trong đời sống hàng ngày. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh Đầu Đà mà chứng đạo. Trở lại hiện tượng sư Minh Tuệ, tôi chưa từng gặp gỡ sư ở ngoài đời bao giờ, nhưng xem kỹ một số clip trên mạng, thấy sư đã và đang thực hành đúng theo hạnh Đầu Đà. Khuôn mặt sư trông gầy gò, da đen nhưng sáng. Sư nói năng giản dị, mộc mạc, chân thành và rất khiêm nhường. Nói chuyện với ai sư cũng xưng là con. Sư không thuyết giảng những gì cao siêu, huyền bí của đạo Phật. Nếu ai đó gặng hỏi về phương pháp tu, sư luôn nói về việc giữ giới. Điều đó rất đúng với lời Phật dạy, bởi con đường của giải thoát là giới định tuệ. Trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời, sư luôn khiêm hạ đáp lễ, không bao giờ xưng là thầy và luôn nói sư đang tập học. Vậy tại sao một vị khất sĩ đang trên con đường tu học, chưa chứng đắc nhiều lại trở thành hiện tượng, được quá nhiều người dân trân trọng tôn kính? Nhiều người đã hỏi tôi câu ấy, tôi nghĩ một trong những lý do căn bản nhất là bởi sư Minh Tuệ đã giữ giới, sống thiểu dục, khiêm hạ, không nhận tiền, không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn, lấy việc tu thân, tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát. Hình ảnh vô cùng giản dị ấy của sư Minh Tuệ gợi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của tăng đoàn Đức Phật cách đây 2.600 năm khi đi khất thực. Nó càng trở nên thật đẹp, thật ấn tượng khi môi trường tu học, thực trạng Phật giáo hiện đang có những vấn đề cần phải suy nghĩ. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ giống như dòng suối trong mát lành giữa những sông hồ đang bị nhiễm độc, bốc mùi xú uế, nên được đông đảo dân chúng chào đón tôn kính. Vì vậy, tôi tha thiết mong mọi người, nếu thực sự yêu mến sư Minh Tuệ, hãy để cho sư được yên tĩnh, để sư toàn tâm toàn ý cho việc tu học. Rực nóng, người dân tá hỏa khi tiền gửi tiết kiệm bỗng dưng chạy khỏi ngân hàng, lãi suất cho vay tăng cao chóng mặt, nỗi lo bẫy thanh khoản vẫn đang bủa vây. Thưa quý vị, tính từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, đã có khoảng chục ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trước đó, một loạt ngân hàng khác như Vietinbank, HDBank, MSB, Eximbank, NCB, Kiên Long Bank cũng tăng lãi suất huy động. Theo báo cáo lãi suất của các ngân hàng thương mại, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 3,02% trên năm, giảm 0,5% so với cuối năm 2023, và lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,5% trên năm, giảm 0,6% trên năm so với cuối năm 2023. Tuy vậy, việc lãi suất huy động đảo chiều từ đầu tháng 4 năm 2024 cho thấy lãi suất đã chạm đáy và đang bắt đầu bật lên trước nhiều áp lực. Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại thừa nhận lãi suất đang trong xu hướng đảo chiều tăng trở lại. Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động khó có thể duy trì như những tháng đầu năm, khả năng lãi suất sẽ đi ngang hoặc tăng từ nay đến cuối năm, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng MB nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng buộc phải tăng lãi suất huy động là do thời gian qua, tiền gửi tiết kiệm thấp kỷ lục, trong khi nhiều kênh đầu tư khác như vàng, ngoại hối sốt dịch dịch khiến người dân chuyển một phần tiền gửi sang vàng USD, một lượng lớn tiền gửi đáo hạn cũng chảy sang kênh đầu tư khác mà không quay trở lại ngân hàng, khiến ngân hàng phải tăng lãi suất tiết kiệm trở lại. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy ước tính đến ngày 25 tháng 3, huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023, trong khi cùng thời điểm năm ngoái tăng gần 1,2%, tín dụng ở chiều ngược lại tăng 1,34% tính tới ngày 29 tháng 3. Tiền gửi chậm lại khiến nỗi lo bẫy thanh khoản quay trở lại. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng lãi suất huy động quá thấp, lãi suất huy động nhiều kỳ hạn hiện nay đang thực âm sẽ khiến người dân bỏ qua kênh tiền gửi ngân hàng mà tìm đến các kênh đầu tư khác. Khi đó ngân hàng sẽ phải đối mặt với bẫy thanh khoản. Điều này lại càng đáng lo trong bối cảnh tín dụng phục hồi. Theo tính toán của ông Nghĩa, với tỷ lệ lạm phát 3-4%, lãi suất thực dương cho tiền gửi tiết kiệm phải từ 4% trên năm trở lên. Ngoài tiền gửi chậm lại, lãi suất còn chịu nhiều áp lực khi tỷ giá sốt nóng. Theo công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital, lãi suất huy động có thể sẽ tăng từ 30 đến 50 điểm cơ bản trong tháng tới. Đây có thể được coi như một đợt điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ giảm lãi suất để giảm bớt áp lực tỷ giá. Dù lãi suất đang nhấp nhổm tăng, song theo ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB, mức tăng lãi suất từ nay đến cuối năm sẽ không nhiều, dù khả năng lãi suất sẽ nhích lên theo từng quý.
Trong khi đó, các chuyên gia nhận định khả năng tăng lãi suất tùy thuộc rất nhiều vào sức hấp thụ vốn cũng như nhiều yếu tố khác, đặc biệt là tỷ giá. Hiện sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn khá thấp, tín dụng tới ngày 29 tháng 3 tăng 1,34%, chưa gây áp lực lên thanh khoản. Dù tỷ giá đang ép lãi suất đi lên, song với động thái bán ngoại tệ can thiệp thị trường của Ngân hàng Nhà nước, có thể tỷ giá sẽ nguội bớt trong thời gian tới. Trao đổi với phóng viên báo Đầu tư, nhiều ngân hàng thương mại cho hay hiện nay người dân có xu hướng tăng gửi kỳ hạn ngắn, chờ đợi lãi suất tăng mới gửi kỳ hạn dài. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED chậm hạ lãi suất tín dụng ấm lên, làn sóng tăng lãi suất sẽ càng lan rộng. Thêm vào đó, sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng sẽ hâm nóng lãi suất. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng nếu thị trường bất động sản hồi phục, lãi suất khó hạ nhiệt thêm nữa, kể cả lãi suất huy động và cho vay. Mặc dù lãi suất huy động đã chạm đáy, song các chuyên gia ngân hàng nhận định lãi suất cho vay vẫn có thể hạ thêm nữa do giá vốn đầu vào của các ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể trong thời gian qua. Trao đổi với báo chí, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này chưa có ý định điều chỉnh lãi suất điều hành năm nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được sản phẩm. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp phải đối phó bằng cách giảm quy mô kinh doanh, thu hẹp sản xuất và nhu cầu vay vốn cũng giảm theo. Khảo sát một số doanh nghiệp thì doanh nghiệp kêu khó tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng, trong khi phía ngân hàng thì lại cho biết họ đã rất cố gắng tìm cách tiếp cận doanh nghiệp nhưng vẫn có nhiều điểm khiến ngân hàng và doanh nghiệp khó tiếp cận với nhau. Nguyên nhân của sự lệch pha này do ảnh hưởng bởi đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có những khó khăn về tài sản thế chấp. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Luật, lãi suất trên thị trường đã thấp nhưng cần duy trì trong thời gian đủ dài để có thể thẩm thấu vào nền kinh tế, nhất là khi nền kinh tế đã bước vào pha phục hồi, cộng với hiệu ứng từ việc các ngân hàng vừa công bố công khai biểu lãi suất cho vay sẽ giúp khơi thông dòng vốn ra thị trường. Đồng quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, trưởng khoa tài chính Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng có hai điều kiện để dòng vốn ra thị trường, một là phía cầu ấm lên, hai là lãi suất cho vay phải duy trì ở mức thấp trong thời gian đủ lâu để doanh nghiệp có thể tính kế hoạch làm ăn. Ngược lại, nếu lãi suất chỉ thấp trong một thời gian ngắn rồi giật cụt sẽ rất khó cho doanh nghiệp. Tương tự với cá nhân, nhất là người vay, để mua nhà, nếu lãi suất chỉ thấp trong thời gian ưu đãi rồi đến kỳ điều chỉnh lại tăng rất khó cho người vay khi tính kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, ông Vũ cũng thừa nhận có những cái rất khó cho ngân hàng vì lãi suất huy động còn phải phụ thuộc vào lạm phát cũng như cạnh tranh, huy động vốn giữa các ngân hàng, lãi suất cho vay cũng phải dựa vào khẩu vị rủi ro nên không thể có lãi suất thấp cho tất cả doanh nghiệp.